Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Think Pro và tôi, Đức Anh đây. Dạo này tôi có review mấy con ghế công thức học là hơi bị nhiều mất rồi. Và đôi lúc là tôi quên mất mình là một reviewer đồ công nghệ. Thế nên là hôm nay tôi và anh em sẽ cùng thử đi xuống cửa hàng để xem có laptop nào hay hay không. Tôi sẽ mang lên đây và cùng anh em review nhé. Đi thôi. Surface Laptop Go à? Được đấy. Anh Quân ơi, em mượn con Surface Laptop Go nhá. À, hiện tại thì Surface Laptop Go đang được sale 1 triệu 5 chỉ còn hơn 16 triệu. Ngoài ra thì được tặng thêm một con chuột Bluetooth LM118B và giảm thêm 100k khi mua kèm phần mềm Microsoft 365. Anh em nào quan tâm thì tôi để link chi tiết ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì tôi và các ông cùng đi trải nghiệm xem con Surface Laptop Go này có gì nhé. Get Go! Surface thì là một cái thương hiệu mà khi mà anh em cầm ra đường auto anh em sẽ bị gọi là người giàu. Hãng đã định dạng cái thương hiệu đến cái mức mà bạn bè tôi còn bảo là có tiền mua MacBook thì chưa chắc đã giàu, còn đã có tiền xài Surface thì chắc chắn là thừa tiền, thì anh em cũng đã đủ hiểu rồi. Thế thì tại sao mà Surface nó lại có được một cái vị thế như thế trên thị trường? Bởi vì hãng rất là chỉn chu trong từng cái khâu sản xuất và hoàn thiện. Và đây, điển hình cho cái sự chỉn chu đấy, đó là một cái khung viền được hoàn thiện hoàn toàn bằng nhôm, với mọi thứ rất là được giản lược, nó không có quá nhiều chi tiết thừa, cũng không có quá nhiều chi tiết rắc nối, lạc lõng như các sản phẩm khác trong cùng tầm giá. Ở giữa mặt A thì chúng ta sẽ có một cái logo Microsoft mạ gương vô cùng sang trọng. Bản tôi đang có ở đây thì là cái màu cam hồng. Ngoài ra thì hãng có thêm hai option khác cho anh em thỏa sức lựa chọn, đó là màu xanh và màu xám. Nhưng mà dù là cái màu gì đi chăng nữa thì cái cảm giác khi mà tôi cầm một Surface Go lên thì nó vẫn không giống với cái mức giá 16-17 triệu. Nó ở những cái phân khúc cao hơn, cái phân khúc tầm 20-30 triệu. Tuy nhiên thì để mà có được một cái giá đấy thì chúng ta vẫn sẽ phải đánh đổi một số thứ. Còn đánh đổi cái gì thì để tí nữa tôi sẽ tiết lộ cho anh em nhé. Và khi chúng ta mở máy ra thì wow, một layout gọn gàng, tinh tế, toát lên đúng cái mà Surface hướng đến, sự sang trọng với một bộ bàn phím bằng kim loại. Tuy là với cái kích thước 12,4 inch thôi, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có một khoảng cách giữa các phím ổn áp, thêm vào đó là hành trình phím và độ nảy phím thì đúng là gọi là đỉnh của đỉnh. Tôi đã thử ngồi soạn thảo văn bản với con bàn phím này thì thật sự là nghiện, rất là nghiện luôn các ông. Cảm giác gõ thì rất là thật, rất là ăn tay luôn, nó không giống như những con khác ở trong cái phân khúc 16-17 triệu. À, chúng ta cũng sẽ có một cái phím nguồn tích hợp cảm biến vân tay để mở khóa và sẽ được tráng lên mình một cái lớp gương bề mặt giúp chúng ta sẽ không bao giờ bị trượt khi mà trong cái thời gian sử dụng. Ngoài ra thì Surface còn gắn thêm cho cái phím này một cái lớp đèn xung quanh. Nó đáng yêu thật sự đấy các ông ạ. À, còn về cái tốc độ của cái cảm biến này thì một từ thôi, nó nhanh. Thế là các ông đã đủ hiểu rồi đúng không? À, có cái điểm này các ông cần lưu ý này. Con này nó sẽ không có đèn bàn phím đâu. Đây có thể là một trong số những thứ các ông phải đánh đổi cho sản phẩm rẻ nhất của nhà Surface với mức giá tầm 16-17 triệu. Còn về top pad thì các nút bấm trái phải rất là êm và chúng ta sẽ có thể kích chuột trái phải ở ngay nửa trên của top pad. Cái này thì thường sẽ chỉ có ở trên những cái phân khúc tầm cao hơn, nhưng mà Surface lại ưu ái thêm cho cái sản phẩm rẻ nhất của mình. Tuy nhiên thì với tôi cái top pad này khá nhỏ, nó sẽ khá là khó chịu với những ai có cái bàn tay to và ngón tay to như tôi trong thời gian sử dụng. Về cổng kết nối thì chúng ta sẽ có một cổng sạc Type-C, một cổng sạc Type-A, một cổng tai nghe 3.5. Ngoài ra thì Surface còn trang bị thêm một cổng sạc Surface Connect. Và cổng sạc này sẽ hút 5 châm nên anh em có thể dễ dàng hơn trong việc cắm sạc, và còn có thể có thêm một cách để tháo sạc nữa là thế này này. Tiếp đến thì chính là cái phần mà chúng ta sẽ phải đánh đổi cho một chiếc máy tính với mức giá khoảng hơn 16 triệu nhưng lại có được cái thiết kế và độ hoàn thiện đỉnh của đỉnh của nhà Surface, ở trên là màn hình. Chúng ta sẽ có một cái màn hình đa điểm rất là nhạy với 100% sRGB gần 400 nit. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một cái màn hình không được đến Full HD. Tôi nhắc lại là không được đến Full HD, với độ phân giải của nó chỉ là 1536x1024. Đây nó sẽ là một cái sự đánh đổi cực kỳ lớn mà tôi khuyên anh em nên cân nhắc kỹ. Với những công việc cần để ý những chi tiết nhỏ thì cái màn hình này sẽ rất là đau mắt khi mà anh em làm việc trong thời gian dài. Tôi cũng đã không hiểu là cái nhà Surface nó muốn làm cái gì nữa. Khi mà cái màn hình là cái rất dễ để nâng cấp, hãng chỉ cần ghi ra cái thông số mà hãng cần rồi đối tác sẽ là người hoàn thiện những cái đấy. Còn cái khó khăn hơn đó là cái thiết kế và cái hoàn thiện thì hãng lại đang làm rất là tốt. Đúng là người có vị thế trên thị trường thì luôn có lối đi riêng đúng không? Được cái là chúng ta vẫn sẽ có trong cái sự nhỏ nhắn xinh xắn này là một con Core i5-1035G1 4x8 luồng cùng với 8GB RAM và 128GB SSD. Với hiệu năng thế này thì tôi sử dụng Word, Excel hay PowerPoint thì trải nghiệm rất là tốt. Còn khi tôi định giải trí bằng vài game LOL với anh em thì không thể nào mà để full setting được. Và với cái màn hình HD cộng này thì nó sẽ làm tôi khá khó chịu trong lúc chơi.
Còn nếu như anh em muốn mua con Surface Laptop Go này để về chơi những tựa game nặng, những tựa game đồ họa, tựa game FPS thì thật sự tôi nghĩ đấy là sẽ là một cái quyết định sai lầm của anh em. Còn anh em nào mà cần dùng đến đồ họa 2D, 3D mà muốn chọn Surface Laptop Go thì tôi khuyên anh em là nên suy nghĩ lại. Tại vì với một cái màn hình HD cộng thì thật sự nó sẽ rất là khó chịu trong thời gian anh em làm việc. Còn nếu chị em nào làm văn phòng cần một chiếc laptop sang, xịn, mịn để ngồi soạn thảo văn bản, ngồi nghịch Word, Excel, PowerPoint, vẽ vời các thứ thì thật sự Surface Laptop Go sẽ là một cái lựa chọn hoàn hảo cho chị em. Cuối cùng thì là về pin. Cái thời lượng mà nhà sản xuất đưa ra là khoảng 13 tiếng nhưng mà trong thực tế tôi dùng thì sẽ chỉ được khoảng 7 tiếng mà thôi. Với một cái thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, chỉ hơn 1kg thì tôi nghĩ nó là quá đủ. Surface cũng đã trang bị thêm cho Surface Laptop Go cái tính năng sạc nhanh. Chỉ cần khoảng 1 giờ thì anh em đã có thể sạc được khoảng 80% pin. Thì tôi nghĩ là cái thời lượng sử dụng nó cũng sẽ không quá là quan trọng. Đó là trải nghiệm của tôi khi mà sử dụng Surface Laptop Go. Với mức giá khoảng hơn 16 triệu mà lại còn có rất là nhiều quà thì tôi nghĩ đây là một cái điều cực kỳ hời cho anh em rồi. Còn anh em thấy sao? Hãy để lại bình luận ở dưới phần comment cho tôi nhé. Nhớ like và subscribe và đừng quên bấm cái nút chuông nho nhỏ để ủng hộ tôi trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.